Xin chào các bạn nha, và hôm nay thì cái chủ đề để hướng dẫn giải đề cho các bạn sẽ là cái dữ liệu đi tìm cái câu giống. Dữ liệu đi tìm các cái câu giống ở trong cái bài thi nghe của mình. Nếu như mà nó nội dung ở trong các cái post thông tin này nè các bạn. Nếu mà nó càng dài thì nó càng tốt. Bởi vì là nó càng dài thì nó có càng cái nhiều cái dữ liệu để nó giúp mình tìm được một cái đáp án nó dễ dàng hơn. Nhiều bạn thấy nó nhiều quá, sợ sợ vì dịch không kịp thì làm không được, bởi vì là câu của chúng ta thì nó chỉ có 1 phút thôi, mà nhiều cái thông tin quá thì chúng ta không có làm được, cho nên chúng ta sợ. Nhưng thật ra thì với kinh nghiệm của thầy ấy, thì thầy lại thấy là câu càng ngắn như thế này nè các bạn lại càng khó làm, cực kỳ khó làm luôn nhé. Bởi vì là nó càng ngắn nó càng ít thông tin, càng ít thông tin thì dịch nó cũng phải là dễ đâu, tại vì người ta rút chiếc cái nội dung lại thì nó càng khó chứ không phải là dễ. Cho nên là phương pháp để xử lý những cái câu này như thế nào, nó phải như thế nào để mà mình mới làm được, thì trước nhất là với phương pháp mà thầy từng chỉ các bạn là chúng ta đi tìm những cái điểm giống và những cái điểm khác ở trong cái gì các bạn, ở trong cái thông tin của 4 cái thằng này nè. Mình làm mình đừng có dịch nó liền là mình rối lắm, cho nên là trước nhất thì mình đi tìm những cái thông tin giống và khác trước đi đã. Thì ở đây thầy thấy là ví dụ như đây thì có 4 câu này đều có chữ cho nên, có nghĩa là tôi, cho là tôi và trợ từ chủ ngữ là nên, cho nên là tôi thì giống nhau hết, chúng ta không quan tâm. Như vậy là chắc chắn chủ ngữ này là điều cho nên hết rồi, cho nên tôi sẽ không quan tâm nữa ha. Và như vậy là thầy sẽ đi tìm những cái bà con trong 4 cái dữ liệu này liền. Thì rõ ràng thầy sẽ thấy được dữ liệu bà con ở đây nó sẽ là cinco. Cái kỹ năng mà nhìn nhanh như thế này thì thầy có chỉ các bạn rồi, thì các bạn nên dùng những cái video cũ để các bạn coi lại và bạn thấy đó. Ở đây thì thấy tất cả 4 con này bạn thấy đều có chữ chinku không? Đó, chinku có nghĩa là cái người bạn. Chinku có nghĩa là cái người bạn. Và cái khác nhau của những cái chinku này thì ở đây là chinku gì các bạn? E. Đó. Ở đây nó là chinku gì? R. Và đây nó là chinku gì? R. Như vậy rõ ràng hai thằng này bà con với nhau nhất, bởi vì ở đây là chinkuwa mà, đúng không? Thì bà con với nhau nhất là ở cái phần là chinku rin và chinku rin của câu câu 2 và câu 3. Chinku rin, như vậy. Thầy mới đi nhìn vô đây thì coi cái chỗ nào có chinku thì rõ ràng ở đây có chữ chinku rin. Đó. Ở đây có chữ chinku rin, đúng không? Đó. Và chinku rin này thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Một là chúng ta thấy nó nằm trong 2 câu này. Hai câu này thì chúng ta sẽ một là gì? Ma âm mi áp phu cô him đình đê. Đó. Như các bạn chinku rin mạnh năm nhị tà. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là chinku rin mạnh năm nhị tà là đúng rồi. Đúng không? Này. Ma âm mi áp à gì? Áp phum nhị tà. Áp phum nhị tà. Thì ở đây bạn nhìn vô 2 câu này thì bạn có thể thấy là dường như nó giống nhau nhưng thật ra nó khác nhau bởi cái gì các bạn? Đúng rồi, ở đây là khác nhau cái trợ từ in t là lúc khi, còn đây là nếu. 2 câu này không giống nhau được, dò vô thì các thành phần khác đều giống hết nhưng mà cái nối từ nên là nếu thì, còn cái nối từ in t này là lúc khi. Cái nối từ thì thầy đã dặn các bạn phải học thuộc rồi thì bạn phải nhìn ra được cho thầy nhé, thì ở đây không đúng rồi. Đó. Như vậy ở đây là gì? Chinku đến như các bạn mana so thì chúng ta phan hai giò đây nữa và chúng ta thử tiếp tục, tại vì ở đây chinku đến mana ta là có luôn mà, thì ở đây chúng ta thấy là gì? Kibuni chuẩn tê, mà đây nó là gì? Him tinh tê và afuko, như vậy câu này bị sai luôn, giống nhau chữ in tê nhưng mà lại khác nhau là ở cái phần gì, phần cái động từ tính từ này là khi tâm trạng tôi vui, còn này là buồn với khó khăn thì không đúng, đúng rồi, chúng ta bỏ cái này. Dĩ nhiên những cái từ cơ bản các bạn phải phải tìm được ha. Rồi như vậy
Chỉ còn lại là câu 1 và câu mấy các bạn? Câu 4. Thì ở đây chúng ta thấy 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 cái nào các bạn? Thấy cái nào là nó sẽ đúng? Ở đây nó nói là chinku e iyakiren, chinku e iyakiren. Mà ở đây chúng ta không hề thấy có cái chữ e mà chỉ là ek. Có cái câu chuyện này gửi tới bạn chứ không phải là của bạn, như vậy câu này bị sai luôn. Vậy đáp án ở đây nó sẽ là câu số mấy? Số 4. Như vậy là mình dò bằng phương pháp là đi tìm cái bà con, rồi sau đó dựa vào những cái trợ từ của nó, đúng không? Dựa vào những cái trợ từ của nó để mà mình gì các bạn, để mà mình tìm được những cái từ có liên quan à. Và những kỹ năng này thì có giải rất kỹ rồi, thì các bạn có thể tham khảo lại các cái video ha. Thì bây giờ thì phân tích lại nè à, thì chỉ cho mình xong rồi bây giờ thầy phân phân tích lại cho các bạn nè. Đó. Để chúng ta làm nha. Rồi. Sẽ phân tích lại. Không được mà nó vẫn nhỏ như thế này thì chúng ta giải quyết theo cách vậy. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy đây là đi tìm cái câu giống. Thì nếu như cái phương pháp dịch nè, ví dụ thầy dịch cho các bạn nè. Cho nên 마음이 아프고 힘든데 친구를 만납니다. Inte đây là nối từ đúng không? Lúc khi. Lúc khi. Lúc mà tôi mệt mỏi và lúc mà tôi cảm giác là có những cái buồn phiền ở trong lòng, có nghĩa là cái lòng tôi cảm giác đau, thì ở đây chúng ta dịch là những cái không hay ở trong lòng của mình, những cái đau buồn ở trong lòng của mình, thì tôi gặp bạn tôi. Đó. Như vậy nếu mà bạn dịch rằng là bạn dịch ha. 친구를 만나서 제 생각을 친구에게 이야기합니다. Đó là gì? Gặp bạn thì tôi sẽ nói cho bạn nghe cái chê sen cọc, có nghĩa là cái suy nghĩ của tôi, những cái suy nghĩ của tôi cho bạn. Ê kê là tới ai đó ha. Vậy tôi sẽ nói cho bạn nghe những cái suy nghĩ của tôi, chê sen cọc kín chinh quê kê yà ký hầm nghị tập. Kuro nếu như vậy, ki bu chưa cột sinh nghị. Nếu như vậy có nghĩa là nếu mà tôi nói suy nghĩ của tôi cho bạn nghe thì tâm trạng của tôi trở nên vui và thấy nó thì các bạn phấn khởi hơn, nó vui mừng hơn đó. Như vậy nếu như mà bạn dùng cái phương pháp là dịch như vậy thì chúng ta lại bắt đầu phải đi dịch câu 1 là gì? Chinh cu cho nên chinh cu ấy kế chinh cu ấy iya kiren chal được. Cho nên 친구의 이야기를 잘 듣습니다. Có nghĩa là tôi lắng nghe rất là kỹ. Chan ở đây là làm tốt, làm giỏi. Tôi lắng nghe rất là kỹ câu chuyện của bạn tôi. 이번 저는 친구를 만나면 마음이 아픕니다. Có nghĩa là gì? Nếu gặp bạn thì tôi cảm giác rất là đau lòng. 3번 저는 기분이 좋은데 친구를 만납니다. Lúc mà tôi vui, lúc mà khi buồn có nghĩa là cái tâm trạng của tôi vui thì tôi sẽ gặp bạn. 4번 저는 힘든데 친구와 이야기를 합니다. Lúc mà tôi khó khăn thì sao các bạn? Tôi sẽ nói chuyện với bạn. Đó, như vậy là ở đây nhé. Khi chúng ta dịch ra rồi mà có nghĩa là chúng ta phải biết hết tất cả từ vựng và chúng ta biết hết được tất cả những cái ngữ pháp rồi thì chúng ta dịch nhanh như thầy. Và lúc này chúng ta mới bắt đầu lấy dữ liệu để chúng ta làm lên ở trên đúng không? Nhưng mà các bạn thấy rằng khi mình dịch bốn cái dữ liệu xong thì các bạn thấy rằng đôi lúc bạn bị rối từng câu một đúng không? Như vậy nó không tốt với phương pháp này. Thật ra là mình chỉ khi nào thật sự giỏi mình nhìn vô á, thì mình mới làm tốt được. Nhưng mà thầy nghĩ là cũng phải có thời gian để mà mình làm. Cho nên phương pháp là gì? Chúng ta nên khoan hạ đọc mà chúng ta nhào vô. Chúng ta xem được liền bốn dữ liệu của mình thì chúng ta bắt đầu sao loại bỏ những cái dữ liệu giống, bởi vì giống thì câu nào cũng có nó rồi, cho nên là chúng ta có chọn hay không chọn cũng nằm trong đó rồi. Như vậy chúng ta mới đi tìm cái dữ liệu mà nó khác à,
Khác ở đây là khác về cái đặc trưng của cái từng câu, nhưng mà chúng ta vẫn phải đi tìm những cái liệu, những dữ liệu khác giống giống. Thì ở đây thật ra là hồi nãy thầy kêu các bạn đi tìm dữ liệu chinku nè. Đó, thì bạn nào mà quên thì các bạn có thể xem lại cái phần giảng trong cái video này của thầy là chinku, thì chinku rin với chinku rin là giống nhau nè. Ở đây chinku wa nè. Nhưng mà rõ ràng câu 2, câu 3 giống nhau về cái chinku rin là trợ từ in rin thì chúng ta nãy loại được nó hết đúng không? Còn ở đây e với qua thì chúng ta xác định trong đây có e với qua hay không. Nhưng trong câu này lại có một cái cách giải nữa, đó là gì? Ở đây chúng ta thấy có chữ in t nó giống nhau là đúng các bạn. Chỗ in t là cái cấu trúc in t. Him tin gì? Him tin t là lúc khi. Thì ở đây chúng ta nhào lên đây chúng ta dò được nè. Đó, dữ liệu him, him tin gì? Him tin t. Đó, thấy không? Rồi ở đây cái gì nữa là hết rồi đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy him tin t. Đó, thì ở đây chúng ta thấy không có cái nào là chỗ in t cả, cho nên bỏ này rồi nè đúng không? Rồi, him tin t là lúc khi khó khăn. À, thì đúng là lúc khi khó khăn. Sau đó chúng ta thấy có tiếp tục với bạn đúng không? Bạn. Rồi, rồi sau đó là sao các bạn? Iyaki thì chúng ta thấy có Iyaki. Như vậy là gì? Dữ liệu số 4 rõ ràng là một dữ liệu gì? Đúng. Đó, cái một cái phương pháp thứ hai nữa thấy không? Thì chúng ta dò vô chúng ta thấy khi có đầy đủ hết tất cả các cái từ vựng, những cái ngữ pháp mà nó giống nhau như vậy rồi thì xác suất cái điểm ngữ pháp đó nó càng đúng. Thì ở đây chúng ta lướt qua nhanh nè. Vất vả gặp bạn làm gì? Nói chuyện với bạn. Như vậy rõ ràng câu 4 là một cái dữ liệu đúng, lúc tôi khó khăn tôi nói chuyện với bạn. Nên là câu này nó được rút ngắn lại từ hai cái câu này. Có nghĩa là cho nên mà ami à phụ cô him tình đế chinh cô đơn mạnh năng gì ta chinh cô đơn mạnh à xó chê sen cả kế chinh cô hề kế y ya kia hành ta. Như vậy rõ ràng chỉ trong câu này thôi thì các bạn lại gì có gì các bạn có đến những là bao nhiêu, hai cái cách giải đúng không, hai cái cách giải. Hoặc một cái cách giải khác nữa là chúng ta dựa vào các cái động từ này. Thường thông thường thì thầy nghe các bạn nói rằng là em thích giải bằng cách là em nhìn các cái động từ. Ví dụ như ở đây bạn giải cái động từ là tức sinh nhì tạ, tức sinh nhì tạ ạ phun nhì tạ mà năm nhì tạ. Đó, ở đây mà năm nhì tạ và ở đây là gì, Iyaki ham nhì tạ đó. Nhưng mà theo thầy thì cái này nó hên xui lắm, bởi vì các cái động từ này nếu nó nằm trong nối từ mà bạn không nhận diện ra được nối từ thì nó rất là nguy hiểm, cho nên là nên nhìn những cái từ mà nó như kiểu của thầy phân tích thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn được hơn. Như vậy là thầy mong cái bài giảng này nó sẽ gợi ý cho các bạn những cái phương pháp làm, và mỗi bạn nào có một cái phương pháp nào ok thì các bạn hãy vận dụng theo cái khả năng của mình để mà chúng ta giải đề. Còn cái cách của thầy thì thầy chỉ nó dàn trải hết tất cả mọi cái khía cạnh để các bạn có thể nhìn được. Và thầy nhắc lại là đi tìm câu giống, các bạn chỉ nên gì, tập trung bốn cái dữ liệu này trước, sau đó loại hoàn toàn những dữ liệu giống nhau và đi tìm những cái gần giới giống nhau trong bốn câu này, rồi dựa vào đó bắt ý lên trên đây. Khi bắt ý lên trên đây thì các anh chị phải coi đầy đủ các từ xuất hiện trong cái câu đó nó có tương ứng với cái câu của mình hay không thì chúng ta mới làm. Nhưng thầy cho các bạn một cái gọi là, theo thầy gọi là bí kíp đi, thì mình tạm gọi như vậy. Thì khi bạn thấy cấu trúc nào mà có chữ in t, đây là một cái cấu trúc tuyệt vời về thời gian. Lúc khi mà thì có nghĩa là nó là một cái cấu trúc về thời gian, nó nhấn mạnh cái thời điểm, cho nên nó phải là một cái yếu tố quyết định vào những cái câu. Ví dụ như nội dung đó tôi thực hiện vào lúc gì, nội dung đó tôi thực hiện khi nào, thì nó là một cái khẳng định về thời gian cho cái nội dung đó được xảy ra, thì nó là một cái mấu chốt tuyệt vời để mà giải. Như vậy là trong quá trình giải đề thì các anh chị nên nhớ cái nào mà thầy nói là những cái đó là những cấu trúc đinh để nó dẫn đến cái kết quả, thì các anh chị nên nhớ và thu thập những cái nhỏ 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 như thế này, thì sau này các anh chị sẽ có được một kho tài sản quý giá để khi chúng ta chính thức làm 25 câu của đề thi EBS TOEIC. Những đề thi dạng kia thì nó cũng gần như vậy, nhưng hầu như là của EBS TOEIC thầy rút ra được một cái kinh nghiệm như vậy để giải đề. Rồi, như vậy thì bài học của cái phần lý thuyết giảng về tìm câu giống ngày hôm nay thì xin kết thúc ở đây.